một điều gì đó bùng nổ trên sân khấu ngay lúc này phải không? Vâng, đúng là như vậy ạ. Và ở phần trước của chương trình, chúng ta đã được thưởng thức liên khúc bay cùng sôi động của bạn Quốc Vượng, một tài năng trẻ xuất sắc đến từ trung tâm. Cậu bé này không chỉ sở hữu giọng hát tươi trẻ đầy nội lực mà còn được biết đến với tài năng nhảy vô cùng điêu luyện. Hãy cùng đến với tiết mục trẻ hiện đại cùng sự quay trở lại của Quốc Vượng. And all of you ready to try something different? Ready, right? It is now for you and for me to breathe and love. Now stand.